Ui à, nhiều quá ấy nhở. Ui xói, xong ngày off game vào phát là 4.900 kim cương 17k. Ui, bio Hàm Đội nâng cấp ngon này anh em này. 40 cấp bio vàng, thôi lại tích luyện thôi. Tối nay nhất định quyết tâm là phải nhịn ẻ anh em ạ. Đấy, tài nguyên của mình là đang tích dần dần đấy anh em nhá. Bây giờ 357, thùng bia này, cốc bia có mỗi 369 này. Nếu mà chu may mắn thì mình lại có được 900 chu rồi. Ừ, chờ ra event tuần mới, tuần sau phát là mình bung lụa luôn. Tuần này mình nhịn ẻ nhá, bởi vì biết đâu tuần sau nó ra tương mới. Thì là ối rồi ôi, thế là phải tích anh em nhá. Trời ơi, phải tích thôi, tích thôi. Mấy tuần vừa rồi là mình bung lụa hơi bị ác luôn đấy. Nên là tuần này phải tích. Điểm danh phát nhở. Ui sổ, điểm danh bù 2 hôm liền off game. Thực ra là mình 2 hôm mình off mình không đăng nhập được vào, bởi vì là mình đi chụp ảnh cưới anh em ạ. Sắp cưới rồi. Anh em ơi, sắp cưới rồi. Ok. Rồi, không biết là anh em nào gần Phú Thọ nhở, thì sang bê chap của mình phát nhá. Đấy, chất cho anh rơi luôn. Bảo vật tí là mình sẽ ghép luôn, để mà có thể là nâng cấp được sao cho mấy cái bảo vật xịn của mình anh em ơi. Ok. Với 4k 7 kim cương mình nhận được thì bây giờ mình đã có 19k kim cương rồi này. À, anh em chơi cái vượt ngục này chưa? Tuần này nghe vẻ là vượt ngục ngon đấy. Quả trong tầng mình thật có kim cương anh em ạ. Nhớ anh em ra kim cương một cốc bia vàng ghê. Thế thì lại phê rồi, lại tuyệt vời rồi, tha hồng tích rồi. Thú cưng nào, mình sẽ thử vận may ở trong thú cưng một tí. Biết đâu lại ra một em gì đó cực kỳ là ngon lành cảnh đạo, miễn phí. Rồi luôn, 1.000 điểm anh em ơi. Thế giờ mình nâng cấp thôi. Cá ngựa lão của mình. Đây, check qua tí nhỉ. Chăm sóc cho cụ tí, quên mất, ấn vào đây chứ. Rồi, cụ đã đạt level 40, phẩm nó là chắc Việt anh em ạ. À, bây giờ là cũng hơi căng bởi vì tốn tận 2 em cá ngựa lao nữa thì mới có thể là nâng cấp đêm nó lên 2 sao anh em ơi. Vãi nhái thịt, cái cá ngựa lao này kiếm khó ghê anh em ạ. Đối với mình nhân phẩm không cao, kiếm khó lắm. Ôi, với cả ngày hôm nay thì chúng ta cũng có cái sự kiện chiên khách hàng. Lại đến VIP có tháng anh em ơi. Và may quá tháng này thì mình đã update được lên VIP 7 rồi anh em nhá. Tháng trước thì vẫn còn nhận quà VIP 3 quý bắp. Thì tháng này đã lên được quà VIP 7 rồi. Để mình xem quà VIP 7 thì nó có cái gì nhá. VIP bạch kim từ 6 đến 7 đây. Nhận gift code anh em ạ. Ô, chúc mừng bạn nhận VIP tháng 11. Oh dear. Đấy rồi, 497 này, mùng 6 tháng 11, 22:08 này. Ok, nhận luôn, đó chính là quà cái code ý. Để mình nhập thử xem được cái gì anh em ạ. Ok, quay trở lại giao diện để mình nhập nào anh em ơi. Đâu ở đây rồi. Sự kiện này, ưu đãi này. Ừ, mấy là anh em đã nhận quà chưa thì để lại comment ở bên dưới cho mình biết rồi nhá. Ok. Rồi, hơi lag anh em ơi. Lag quá. Đổi qua gift code này, nhận quà luôn. Xem mà quà VIP 7 nó khác bọt nhiều hay không anh em nhá. Quay trở lại để check coin. Oh, có 20 thùng bia thật này anh em ơi. Nhưng mà mình không cần 20 thùng bia đâu. Anh em nào lấy để lại comment bên dưới mình cho luôn này. Ê, xài, ship vậy thôi chứ tích lũy đi để tuần sau chơi nhá. Ok, ngon này. À, vẫn chưa hết anh em ơi. Vẫn còn code anh em ạ. Quên mất là mình chưa nhập code tuần anh em nhá. Bây giờ thì mình sẽ nhập luôn nào. Đây, tiếp tục là nhận nhá. Kame. Ủa? Kame.vn. Ủa, sao lại cái chéo vậy? Đây rồi, VN. Ok. Ở đây, rồi, đây. Anh em nào có chơi cái từ game loạn đấu vũ trụ này không? Mình cũng đang chơi đấy. Cái quốc nói chung là cũng hơi bâng khuâng, bởi vì dạo này nó đang hơi bị lag tí anh em ơi. Chắc là mới ra hay sao ấy, game thấy nó hơi bị không được mượt lắm anh em ạ. Cốt tuần này, copy luôn anh em nha. Đây rồi, sự kiện nào. Ui, mấy hôm không vào game mà bây giờ bắt đầu mình đi nhập cốt tất cả các thể loại cốt luôn anh em ạ. Dã man còn ngàn luôn. Đâu ạ. Có một cái cốt tuần nữa. Thế là kiếm bao nhiêu ta? Nãy giờ là được 20 thùng bia này. 4k9 kim cương tới quà đặt mốc này. Tiếp tục là 10 thùng bia nhưng 10 nhiệm vụ khó nữa, ngon rồi. Hy vọng là có thêm nhiệm vụ 6 sao, 7 sao là tuyệt vời luôn. Ok, 10 thùng bia thì mình tích lũy lại. Còn ở phần tổng bộ này, nhiệm vụ khó mình sẽ chơi luôn anh em ạ. 5 sao, 4 sao, 5 sao. Úi dồi ôi, không có 6 sao à? Vãi nổi, được một nhiệm vụ 6 sao anh em ơi. Tuyệt vời mặt trời nha. Phê. Mày quá, có thêm nhiệm vụ 6 sao để mình còn cái thông thạo. Không thì hết nhiệm vụ 6 sao rồi, đi reset một kim cương thốn lắm. Thế thôi, mình không reset một kim cương đâu. Ok là. Rồi, khóa lại hết nha anh em ơi. Ngày hôm nay thì mình cũng chưa làm mấy cái nhiệm vụ kia nốt đây này. Bây giờ là phải ấn hoàn thành nữa, nhưng mà mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ 5 sao. Nhiệm vụ 4 sao thì mình sẽ tích lũy lại. Cái đầu ra event Big Mom thì còn chơi chứ đúng không. Rồi, nhiều nhiệm vụ 4 sao ghê nhỉ.
Nhưng mà mình còn đang làm nhiệm vụ của VV thì phải, là cần cày cái nhiệm vụ 4 sao đấy, nên là mình sẽ để dành đã. Tiếp tục là công cuộc check thư anh em ơi. Tuần này mình đã hứa là mỗi một hôm mình vào đây mình check xem bạn nào oánh nhau thì mình sẽ oánh luôn Chom lên TV với, rồi PK với em luôn. LSB cày chay OSK luôn này. Ồ, có bạn Nguyễn Văn Đạt, khoan, hôm trước mình vừa oánh nhau với bạn Đạt này, xem tình hình như nào. Anh tái đấu lại với em đi. À, cay cú à. Từ từ nhá, anh chưa, phải từ từ đã. Mấy hôm nữa anh tái đấu lại cơ. LSB cày chay này, đội hình là 16 củ, thật là tuyệt. Ngang cơ, chiến luôn. Ui, mình 18 triệu 7 này. Nhưng nếu bạn đấy chơi lâu hơn level 116 thì khả năng cao là ăn boom ở đấy cao. Đấy, bây giờ là chiến luôn nhá. Xem là có ăn được cái bạn đấy không này. Ok la này. Rồi, xem nào, đội hình có. Ui, Jinbei Wano này, Yamato. Ui, mình khoái em chung có bất ghi của bạn đấy rồi nha. Mỗi tôi là bạn đấy hình như là không có em Walilith anh em ạ. Thế này thì mê hoặc cho lú cười luôn này. Lú cái đầu đi. Đấy, lú ngay. Rồi luôn, và bây giờ Lufinica E5 của mình có cơ mà đỏi một phát. Đó chính là Yamato phải nằm xuống luôn anh em ơi. Chính mà còn nó tiếp tục là thể hiện skill Karate Fisherman. Đấy, võ người cá mà. Mỗi tội là em Walilith của bên mình cũng phải nằm xuống rồi anh em ơi. Nhưng không sao, vẫn cứ phải gọi là búp công mệt nghỉ cho đồng đội luôn. Rồi, team bạn chỉ còn lại 3 em thôi. Trong khi đó là vẫn còn một em Lufinica E4. Thì nó cũng là một cái gì đó khá là bâng khuâng với team mình đấy. Nhưng không sao đâu, mình thì không sợ đâu. Anh Ushop bên kia thì cũng đi rồi, vừa nói xong thì được hồi sinh. Cài cú thế nhở. Jinbei đấm một phát nữa là Jinbei bên kia nằm xuống rồi anh em ơi. Lufinica thì còn tí máu thôi nhưng mà nó phản sát thương cực kỳ là kinh khủng. Chỉ đạo Jinbei bên mình nổ lên một phát nổ tiếp tục đến Lufinica bên mình. Chưa kêu được ai cả. Ushop của nó thì vẫn bắn súng cao su cực kỳ là thốn. Và Jinbei đấm được Lufinica rồi. Tiếp tục là chiến hạm bắn lên. Anh úp shot với khẩu súng cao su thì cực kỳ là dài. Đấy, cao phải gần bằng anh úp shot luôn. Một dặm nữa, liệu rằng là anh úp shot có chống cự đây không đây? Câu trả lời là không có cửa dành cho anh úp shot nhá. 1-0 dành cho Link Andy. Ok, check thử xem bạn nào nhắn tin nữa nào. Nguyễn Văn Đạt thì thôi nha. Tài Ngô này, kết bạn với em đi. Ơ, phải kết bạn mà nhắn tin đấy nhở? À không, Tài Ngô 123 kết bạn chưa ta? Tài Ngô, Ngô, Tài Bắp, Ngô và Bắp, Bắp và Ngô. Tài Ngô đâu? Quá, không thấy thật. Chưa kết bạn hay sao ấy. Nhưng hiện tại bạn đang đầy quá. Để chờ mình một vài hôm mình lọc lại bạn bè nhé. Để xem bạn nào mà ít online kiểu thì mình sẽ gọi là bớt đi. Chưa thấy Tài Ngô đâu này. Wow. Thốn. Thôi được rồi, Tài Ngô chờ tí nhá. Hôm nào mình kết bạn xong thì mình sẽ PK với bạn luôn. Cao mét 7 đổi tên. Anh Linh Gà. Cay nhỉ. Anh Linh Gà đâu? Anh Linh Gà. Đâu? Ơ, what the hell? Thì có nhỉ? Anh Linh Gà. Ủa? Kỳ ta? À, không dám kết bạn để solo thế. Rồi đâu rồi, đây có mỗi Linh Gà đây, không phải là anh Linh Gà đâu. Rồi luôn, không thấy. Oh man. Cay nhờ. Ai tuyên bố thách đấu với em luôn đấy. Ok chưa? Để cho nó biết ai là gà. Chơi luôn, sợ gì? Chưa biết ai là gà đâu. Nguyễn Thanh này, PVP với mình đi bạn. Trời, bạn ở đâu? Bạn ở đâu? Thanh ơi là Thanh, bạn ở đâu? Quá kìa, chưa thấy. Quá, không thấy ấy. Ô, quát. Có thấy bạn đâu? Bạn đùa mình à? Rồi, có nhân phẩm anh là Mason. Không có, à đây, 15 củ 6. Chơi với bạn luôn. 35 củ 6, bạn gạ kèo với mình 18 củ 7 là bạn hơi bị can, bạn hơi bị to ấy. Nhưng mà bạn có Lufinica là bạn cũng càng ấy. Ok, bạn luôn. À, cũng có Walilith à? Ghê nhờ, mà tốc độ là còn cao hơn cả Walilith bên mình. Kinh nhiên là đánh trước, ghê quá nhờ. Hay là nó có Shira Boop nhờ? Còn chưa kịp nhìn rõ bởi vì đang mải gọi là thách đấu. Ok, đó Lufinica team bạn đấy thì cực kỳ là đánh đá khi mà trả sát thương quá gây gớm đi. Nhưng mà Jinbei của nó bên mình thì đấm một phát. Bên kia đi một thành viên đó chính là Walilith rồi. Tuổi gì đó ăn mì. Ái chà, Lufinica đã phản đòn cho một em bên kia nằm xuống rồi anh em ơi. Và chỉ còn lại Lufinica dính quả bí ngô trên đầu nha. Rồi luôn, cho bạn lú cái đầu luôn này. Lú cái đầu bạn luôn này. Yamato đánh đi. Chiến hạm bắn tiếp nào. Rồi ôi, Shira phải nằm xuống rồi thì lấy ai mà hồi sinh đây. Lufinica team bạn đấy thì cũng đã phải nằm xuống trước quả chăn gót của Lufinica bên mình rồi.
Rồi luôn, Boy Lilith tiếp tục còn mê hoặc. Ghê thật, em Boy Lilith không chỉ mê hoặc tướng nam mà tướng nữ cũng mê hoặc hết luôn. Vivi cũng dính quả bí ngô lên đầu thì làm sao mà chống cự được đây. Lúc Finica, úi dồi ôi, quá là đau đi. 1-0 dành cho tớ nha bạn Thanh nha. Ok bạn luôn, bạn cứ cày đi. Đấy lúc nào bạn ngang tầm được chiến với tớ hoặc là bạn cảm thấy bạn đủ mạnh, bạn quay lại bạn thách đấu với tớ một lần nữa nha. Lúc đấy tớ bạn tiếp tục va chạm. Ok, anh là Mason. Anh là Mason. Anh linh gà làm gì dám solo. Anh là Mason. Anh là Mason. Ủa, bạn này mình đánh ở video trước chưa nhỉ? Tên quen lắm. Như đánh rồi sao ấy nhỉ? Anh là Mason. Anh là Mason. Vừa nhìn thấy đây xong. Thề luôn đây. 13.3 triệu. Thôi, riêng bạn anh là Mason này á, với cái lượt chiến của mình ao này, 1-0 dành cho mình luôn. Ok, còn những bạn khác, bạn nào muốn PK với mình, để lại comment ở bên dưới. Đấy, mình PK luôn nhá.